Pì nọng xương điếp, thông rõ hết dân vận là việc cần diếu nâng của công tác đảng, là nhiệm vụ chính trị xương lì của quân đội. Lì đạo quá, chỉ huy và cán bộ chiến sĩ trung đoàn Park Lý Líp Ất, sư đoàn Sam quân khu Ất, xương lì lồng lim hết đầy việc này. Quá này, có phấn tặng có việc các can kiêu sạt trựa quân sáu dân, tặng có thế trận trang lim chơ cần dân mán táng. Ký phản hăng pi thong xiên nhị tiếp ký cán bộ chiến sĩ trung đoàn Park Lý Líp Ất đã khai ban óc quân hất công tác dân vận, dù ký xã Bằng Mạc huyện Chi Lăng, xã Tân Mỹ huyện Văn Lạng và xã Đình Lập huyện Đình Lập, the lai mòn tây mạc trang tiêm châu cần dân tỷ phung. Nảy là ký tỷ phung, mì tàng quê tèo khỏ lai, tây thổng cần dân nhàng tắm. Vì bận đơn vị đã lồng tiêm hất tàng quê tèo xuống ca bàn, tàng tái óc tổng hà, the cần dân bê tèo hất kinh đẩy khoanh ngài. Văn lý hát tàng chăn khoai ngài lai, mi kha tàng thay cần dân bê tèo hát kinh đẩy khoai ngài, chay co kinh mát, trượng mò bê khai xài ngài. Trang kíp vi đã quá sảng việc hất vọng đây nhiệm vụ chính trị là huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, tàng có đơn vị thành mắn mửa mọi mòn. Ký cán bộ chiến sĩ trung đoàn Park Lý Líp Ất nhằng hất đây công tác dân vận, có phần phúc tín nghĩa tình quân dân, vằn càng kêu thật, tặng có mán táng thế trận, trang thêm chơ cần dân rú tỷ phung. The ban hất dân vận đẩy đây, trung đoàn Park Lý Líp Ất sừng thì thắng cả, cán bộ chiến sĩ thông rõ đây đo ký văn bản chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp nưa mở công tác dân vận. Bao dường trung thêm chơ mở mòn cần diếu của công tác dân vận, tới sau khi cán bộ chiến sĩ. Tổng thì cấp thật 6 cấp ủy chính quyền ký ban ngành đoàn thể tỷ phung thông rõ mở tỷ phung mở ký việc cần diếu mỹ ký ban công tác khẩu thì hí ví đây tọa thuần thầy cán bộ chiến sĩ vây hết nhiệm vụ sừng thì bao đây kỷ luật dân vận dường trung kim chơ quyết thêm hết vọng đây việc đẩy ban. Mặc cả trang thì hết cụng nhàng mì mòn khó, tỏ cán bộ chiến sĩ xây quyết liêm, đúc tướng quảng khóc, ban thi căn, xây căn hết tàng, chướng chắp khai bản mứ, quyết liêm hết đoạn đê công việc đại ban. Sóng phương châm xảy kinh xảy xú xảy hết sóng cần dân, tứ pi thong xiên nhị tiếp thân hại, khi cán bộ chiến sĩ trung đoàn Park thi tiếp ớt đã ban cần dân, hất đẩy tỉnh tiếp hà cái hin tàng bê tông kha bàn, tàng tái óc tổng hà, đẩy cần dân nhất thêm băng tròi. Cần dân đã cọp công cọp cúa xảy đơn vị, hất vọng ký phấn việc theo kế hoạch đã thật mà. Xảy này, đơn vị nhằng lồng thêm băng tròi ký thường chính sách rú tỷ phung, tuyên truyền chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, quét tọn tàng bàn, quét mương nằm lây. Và thông qua cái chương trình tổng kết dân vận này thì cái mối quan hệ nhóm hát dân vận tình nghĩa quân dân vằn thêm kêu thật cần dân ham chăn khấn điếp cái chài bộ đội bạc hồ việc lấy chăn tài cần diếu hay cái cán bộ chiến sĩ trung đoàn Park Lý Líp Ất hát đây thêm việc dân vận trang thể toán tả và nhân dân đánh giá rất là cao công tác dân vận chữa quân đội và cần dân tạm hưng đà phần truyền thống đây mạc của dân tộc lầu và ký việc hất đây nhạc của cán bộ chiến sĩ trung đoàn Park Lý Líp Ất dì biết tính đại truyền thống đây nhạc này dì cập phấn hất đây ban thi căn đoàn hoài ân xảy căn chứng chấp kha bản mới ký việc hất đây này đã biết tính thêm tiêm chơ đây nhạc hất đây thêm mở chạy bờ đội bạc hồ trang tiêm chơ cần dân.